Vía rơi tóc giả ở đám cưới của Diệu Nhi, Lan Ngọc chưa kịp chơi hết mình đã gặp sự cố. Chưa kịp chơi hết mình nhưng gái già Lâm Chiêu Ninh Dương Lan Ngọc đã làm rơi tóc giả. Tối qua ngày 10 tháng 10, lễ cưới của Diệu Nhi và anh Tú đã diễn ra trong sự chúc phúc của nhiều ngôi sao làng giải trí. Dàn mỹ nhân đổ bộ lễ cưới gồm có Ninh Dương Lan Ngọc, Diễm My 9X, Sam, Sĩ Thanh, Kỳ Duyên, Minh Triệu, Ngọc Trinh. Bên cạnh hình ảnh nhân vật chính và những khoảnh khắc long lanh của dàn sao thì Ninh Dương Lan Ngọc làm phán được dịp cứ nghiêng ngả vì chỉ vừa mới nhập tiệc đã làm rơi tóc giả. Ninh Dương Lan Ngọc xuất hiện từ rất sớm tại bữa tiệc, cô mặc đầm màu hồng theo dress code đủ Diệu Nhi, xuất hiện ngọt ngào bên cạnh Sam. Trước đó, Ninh Dương Lan Ngọc hài hước khi cầm hoa cưới của Diệu Nhi chụp cùng Isaac và đăng lên Facebook cá nhân với dòng trạng thái: "Em cảm ơn mọi người đã tới dự đám cưới chúng em." Nhưng netizen cứ nghiêng ngả nhiều hơn lại là vì nàng ngọc nữ chỉ mới nhập tiệc mà đã làm rơi tóc giả. Cụ thể, stylist của nàng đăng story chưa gì rớt cái búi tóc rồi. Trong đoạn video ngắn, nữ diễn viên vô tình phát hiện mình rơi búi tóc khi đang di chuyển về vị trí ngồi. Cô được stylist và bạn bè giúp đỡ gắn lại tóc. Có thể thấy trong video chính Lan Ngọc cũng buồn cười trong tình huống này.